mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại khu phố Tân Lập, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Để bạn của Hoa và em Cường cưa mấy nhánh những cây xà cừ. Hoa cưa bớt mấy phần ngọn giống như những cây bên đây đã cưa rồi. Do là lá nó rụng quá nhiều nên bác ở trong nhà đó thuê ba của Hoa đến đây để cưa bớt cái phần nhánh ở phía trên. Cái này như là vườn của người khác nữa, nhưng mà bác đã có xin phép rồi. Em Cường leo cây phía ngoài chứ. Ông thấy mình đây có dây điện nữa. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba của Hoa và em Cường sẽ cưa mấy cây xà cừ này như thế nào nha. Cưa mấy cây xà cừ này, cưa mấy nhánh này. Tại vì em Cường ảnh cho ảnh cưa trước. Đây, những phần lá của cây xà cừ nó rụng, rụng lên mái tôn nhiều, làm dày lên đó, thì cái phần mái tôn nó sẽ bị dễ bị mục, ứ nước mưa và nó mục quá. Bơm nhớt hay gì, em còn mới nạt bô như vậy á. Hư nữa rồi. Ah!
vườn tính nắm kéo cái phần đọt bên kia để cưa luôn. Đó phải là một cây nữa. Ba của Hoa mới cưa mấy phần nhánh nhỏ bên đây nè. Bây giờ đi vào trong phần mái nhà ở phía trong, trong bức tường á để cưa. Dúng những cây rồi. Rồi, chỉ cưa những phần nhánh ở phía trên thôi, chứ không có cưa đồn thấp xuống một chút. Mà cũng hồi cưa mấy cây ở trong này nè. Trong đây thì lá nó đụng cho mái tôn nhiều. Mấy phần nhánh của cây xà cừ nó rủ rủ xuống giống như là nhánh của cây liễu. Ngay chỗ chật hẹp á, kéo máy cưa cũng bị vướng. Cũng đi xuống. Chèn vô cây đu đủ đi mới được. Ngay chỗ ba của Hoa ngồi thì ba cây xà cừ nó nói chụm vào nhau luôn. Chụm cái đầu cây xà cừ tựa vào nhau. Ba của Hoa cũng đang cố gắng tỉa những phần nhánh ở phía ngoài cho
quý vị dễ nhìn thấy ba con hoa ở ngay chỗ nào, dễ theo dõi. Còn xuống uống nước nghỉ nha, nghỉ mệt chút xíu rồi cũng leo lên tiếp tục cưa cây nhỏ. Ở phía trong cũng nhiều nhánh chà quá nên hoa cũng không có thể nào đi vào phía trong để cho quý vị xem rõ được. Bà cũng hơi dịnh lại kéo gị ra phía ngoài luôn. Bên em Cường thì cây cũng đang nghiêng qua hàng rào nữa đó, ngay đường đi ra đi vô.
Có cái xà cừ đã cản lại chứ không thôi nó ra ngoài đường đi. Đi vào phía trong cho quý vị xem nè, bị cản mấy nhánh trà này rồi. Cái phần nhánh ba của hoa cưa nè, nó nghiêng vào mái nhà rất là nhiều. Ba của hoa cưa mà cầm lại là sụ ngay mái nhà luôn rồi. Mái này mái tôn. Cái phần gốc của nhánh cây xà cừ mà rớt xuống một cái là cắm xuống là lủng mái tôn luôn. Tiền cưa có thể là đền không nổi cái nhà luôn. Với lại mấy cái phần nhánh của cây xà cừ này nó nằm hơi nghiêng nghiêng, ba của hoa không có thể đeo móng leo được. Và phần nhánh nó cũng nhiều nữa.
cường bên kia cũng cưa cái phần đọt nữa. Này lá nhiều quá, di chuyển ra chưa được. Còn nguyên rồi mấy nhà quá. Ah.
Nãy giờ em Cường ngồi trên đó đợi ba củ hoa cưa xong hay sao? Giờ mới xuống à? Chắc là ba củ hoa cưa cái phần nhánh của cây xà cừ đó là xong rồi. Bác ơi! Bác gật đầu rồi, được rồi. Nó dựng lại đó. Quý vị nhìn cái xà cừ nhỏ nãy bà cũng hoa cừ rồi nó ngã tựa vào cây xà cừ lớn. Mái cưa có mái nhánh có 3 cây muốn hết xăng. Oh, quá trời. Bên đây là phiến. Bà cũng hồi còn cưa cây nhỏ nè. Có một phần nhánh nhỏ nó nghiêng qua và lên đường dây điện. Cái nhánh cây xà cừ này hồi nãy thì nó muốn bên đây rồi bà cũng hoa leo lên luôn á. Con cao lên chút nữa. Vì kẹt đi nắp vô. Nói lên. Chấm cái hàng lại. Nghe yeah, đâu. Gì? Vì chấm cái hàng vô chút nữa. Qua được á bác, đi lên trên đường Nam. À, bao của hoa và em Cường cũng đã cưa xong hàng cây xà cừ rồi. Để cho nó cao lên phía trên để cho xe qua lại. Và nó không có bị rụng lá lên mái nhà nữa. Tao cũng hỏi bà em Cường cũng đã cưa xong rồi. Bây giờ cưa những phần nhánh trà nhỏ nhỏ ở phía trong cho bác dễ dọn dẹp. Tao cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.